Dạ A Di Đà Phật. Dạ chúng con kính thưa chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Long, Thiện Thần, Hộ Pháp, tận hư không, biến khắp các pháp giới và tất cả hữu duyên chúng sinh. A Di Đà Phật. Dạ chúng con kính thưa quý thầy, quý cô, quý sư phụ, quý huynh đệ đồng tu tỷ muội và toàn thể quý khán giả yêu thương. A Di Đà Phật. Dạ A Di Đà Phật. Dạ xin chúc phúc mọi người, xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. Từ bi trùm khắp các pháp giới, thiện ý khắp nhân gian, lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp, lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài, lấy chân thành phát triển giao lưu, lấy chuyên tu cầu sinh cực lạc. A Di Đà Phật. Dạ xin chúc phúc mọi người, xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. Dạ A Di Đà Phật. Cái bụng nó dài. Con đó bị gù lưng đó Long. Dạ A Di Đà Phật. Nó cũng cố quá. Nó hả là chỗ nào nó cũng tới hết đó. A Di Đà Phật. Thì mình nó lấn vô đây là mấy con nhỏ nhỏ mới vô ăn được. Cái lóc kìa. Thấy không? Dạ A Di Đà Phật. Ở đằng kia nó, mấy đứa đó nó ăn nhiều lắm. Có con ngắn. Dạ hả? Đó hả? Cái dài dài dài. Đâu? Nó đó, nó dài đó. Nó vô đó. Nó vô. Đó không? Dài dài đó là nó rắn vô á sư phụ. Nó vô đây đó. Ồ. Cái đuôi nó dài lắm á, thấy không? Nó dạ nó rồi. Thấy đâu? Nước nó quẹo dài đó. Nhưng mà nó quẹo qua, nó quẹo qua. Nó thấy người nó quẹo qua. Biết sao không? Hôm mà ở trên Năm Cát Tiên á, hôm mà trên Năm Cát Tiên em cũng thấy như vậy á. Cái em đó, em nói với thằng Long ở trên đó, em nói ê ê con gì kìa, nó con rắn. Nè con cá lóc nè, nè Long. Nè cá lóc nè. Thấy không?
Rồi okay, bà ngoại có chia sẻ cảm giác sau khi mà cho mấy vị Bồ Tát này ăn cảm giác lúc nào cũng thích hết. Dạ. Cho ăn nhiều lắm mà dạ, nay trễ giờ rồi thôi đi. Ông ngoại có chia sẻ cảm xúc gì không? Cứu độ cho các Bồ Tát sống ra qua ngày chờ qua đời. Yeah. Cho ăn niệm Phật cầu sanh về cực lạc làm Phật ha. Yeah. Rồi cảm ơn ông bà ngoại nhiều, chúc ông bà ngoại phát lộc phát tài vạn sự như ý nha. Ở đây thì gia đạo bình yên nha. Ở đây Phật là chắc nó không có qua đời đâu, đây sống hoài. Sao ông ngoại biết vậy? Ở ngoài là bắt. À.
Di Đà Phật. Chúng sanh vi Phật, chúng sanh vi Pháp, chúng sanh vi Tăng. Chúng sanh vi Phật là đồ đạc, chúng sanh vi Pháp là đồ đạc, chúng sanh vi Tăng là đồ đạc. Bự kìa. Rồi, ăn là nhớ niệm Phật nha, A Di Đà Phật. Xin chúc phúc mọi người, xin cảm ơn mọi người.
A Di Đà Phật. Dạ A Di Đà Phật. Dạ chúng con kính thưa chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Long, Thiện Thần, Hộ Pháp, tận hư không, biến khắp các pháp giới và tất cả hữu duyên chúng sinh, A Di Đà Phật. Dạ chúng con kính thưa quý thầy, quý cô, quý sư phụ, quý huynh đệ đồng tu tỷ muội và toàn thể quý khán giả yêu thương, A Di Đà Phật. Dạ A Di Đà Phật. Chúng con kính thưa chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Long, Thiện Thần, Hộ Pháp, tận hư không, biến khắp các pháp giới và tất cả chúng sanh hữu duyên. Chúng con kính thưa quý thầy quý cô. Kìa lại ra ngoài. Đó một Bồ Tát kìa. Cái chép kìa. Chúng con kính thưa quý thầy quý cô, quý sư phụ, quý huynh đệ đồng tu tỷ muội và toàn thể quý khán giả yêu thương. Hôm nay đầy đủ nhân viên kìa. Đến đây là chỗ hồ. Chỗ này là thành phố Sa La. Bên đây có nè bà ngoại. Con nó bị chết. Mấy bữa nhiều lắm. À đúng tô điểm đó ngoài ơi. Không, tại mấy bữa nhiều lắm. À vậy kìa. Tấp vô lề hết rồi, nó tấp vô lề hết rồi. À vậy. Ủa sao dạo này nó hiền quá ta, nó không có đồng đậy vậy. À vậy đẹp rồi. Chúng con kính thưa quý thầy quý cô quý sư phụ quý huynh đệ đồng tu tỷ muội và toàn thể quý khán giả yêu thương. Bà ngoại chơi tới 2 thùng luôn. Chúng sanh vi Phật, chúng sanh vi pháp, chúng sanh vi tăng. Chúng sanh vi Phật bắt đầu địa ngục, chúng sanh vi pháp bắt đầu ngạ quỷ, chúng sanh vi tăng bắt đầu bản sanh. Chúng sanh xe tàu ấy chưa ác nghiệp, dây dây dột tỷ tam sân si. Tổng thân người ý chi sự sanh mạng tiết chúng sanh nghe sanh ngôn. Nam mô cầu sanh ngôn Bồ Tát. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói tất cả chúng sanh ở mười phương. Không biết ăn hộp luôn á. Dạ A Di Đà Phật. Dạ chúng con kính thưa chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Long, Thiện Thần, Hộ Pháp, tận hư không, biến khắp các pháp giới và tất cả chúng sinh hữu duyên, A Di Đà Phật. Dạ chúng con kính thưa quý thầy, quý cô, quý sư phụ, quý huynh đệ đồng tu tỷ muội, quý huynh đệ đồng tu tỷ muội và toàn thể quý khán giả yêu thương, A Di Đà Phật. Xin chúc phúc mọi người, xin cảm ơn mọi người, A Di Đà Phật.